Trong tuần qua, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào các ngày 8, 10, 13 và 14 tháng 11, khiến nhiều người thương vong, hàng chục phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Thậm chí sau khi va chạm, tài xế đã ngang nhiên dừng xe trên cao tốc để chặn đầu xe mình vừa va chạm để nói chuyện. Vụ việc đã được đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 mời cả hai tài xế đến cơ quan làm việc, đồng thời đã lập biên bản một tài xế về hành vi dừng xe sai quy định mà không báo hiệu cho các phương tiện khác trên đường cao tốc. Không chỉ lấn làn vượt ẩu không giữ khoảng cách an toàn, mà nhiều phương tiện sau khi dừng nghỉ từ trạm dừng chân đã di chuyển ra cao tốc để tiếp tục hành trình và đi vào làn khẩn cấp, dừng trên làn khẩn cấp gần lối rẽ vào trạm dừng chân, khiến tai nạn dễ xảy ra nếu thiếu quan sát. Theo Cục Quản lý Đường bộ 4, đơn vị quản lý cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường êm thuận, hệ thống bảo đảm an toàn đầy đủ.